dễ phối ghép. Và bên em là chuyên lo Mỹ, còn lo Nhật thì ít, cho các bác chuyên lo Mỹ. Mà khi đã nghi lo Mỹ rồi thì khó mà lòng mà qua được lo Nhật. Luôn luôn tốt cho các bác và nó rất là đẹp nha. Em tuyển lựa và dẫn từ bên kia là về hàng đẹp. Đây là cặp L100. Hiện tại em đang giao các bác là 24.500. Đã ở tầm tiền này các bác khó tìm một cặp loa nào mà hay qua cặp L100. L100 rồi tới L100 Canterbury thì nó nâng cấp nhị thôi, không khác gì, các bác nghi khó nhận ra lắm. Thì nghi là 9,5 với 10 thôi, nhưng mà nó chơi nhau cả 5-6 triệu đấy. Nên ở phân khúc tiền này thì em đang giao các bác giá rất là tốt nha, 24.500 các bác đã sở hữu một cặp loa L100 rất là đẹp nha. Đây, rất là đẹp. Dòng này là cấu hình Adico nên các bác nghe tiếng rất là nhẹ nhàng, nghe nhạc vàng thì quá tuyệt vời. Thì L100 là nó thuộc trong một cái top gọi là huyền thoại JBL rồi. Chắc tiếng hay, mượt mà, ghép dễ dàng, âm ly đèn hoặc là âm ly khoảng 50W, những dòng âm ly cổ đều khai thác tốt những dòng loa này. Cấu hình của nó là bass Anico, mid Anico và chép LI mũi đỏ danh tiếng đặc trưng của dòng L100. Và thiết kế của nó thì rất là đẹp, gân vải tẩm dầu bass 30 nha. Tất cả loa mộc mạc hết từ bass mid chép. Đây các bác, từ đẹp nét căng thế nha, mộc bách mộc hết nha các bác. Hai vi tinh chỉnh cho dải mid và dải chép nha. Hai vi tinh chỉnh cho dải mid và chép. Ai chép LI 25, LI 25 danh tiếng mũi đỏ này các bác, mũi đỏ nha. Còn dòng mũi đen á, nó ở những cái series dòng lo khác. Còn là lo mic này các bác, lo mic Anico luôn nha. Nói chung cấu hình của nó là Anico, có nghĩa là kiểu như từ vĩnh cửu đó các bác. Mà một lỗ thông hơi phía trước, đặc trưng dòng L100 á, thì nó sẽ có cái viền cách điệu như thế này để phân biệt L100 và L100 Canterbury. Thì nó trên nhau khoảng 5-6 triệu nhưng mà nghe thì 9,5 với 10 thôi. Nên ở phân khúc mà trên 20 và em đang giao các bác là 24.500 là một lựa chọn rất là đúng, tuyệt vời về chất âm cũng như là hình thức, dễ phối ghép. Và bên em là chuyên lo Mỹ, còn lo Nhật thì ít, cho các bác chuyên lo Mỹ. Mà khi đã nghi lo Mỹ rồi thì khó mà lòng mà qua được lo Nhật. Thì dòng JBL thì nó rất là chuẩn tiếng, từ bass mid chép ba dải rất là hài hòa. Và sau đây em mời các bác cùng xem thùng vách nha, chứ còn tiếng lo đẹp ngất ngay. Lo thì em bao zin tuyệt đối nha, mộc mạc và cũng như là loa là loa chắc bãi về chưa qua tay người sử dụng Việt Nam. Và đây là cặp loa L100, gọi là L100A đó các bác, L100A. Đây là phía trên nắp của loa. Đây, cạnh của bên phải của loa. Chuẩn bị Tết rồi, em về những hàng đẹp không để phụ các bác. Tuy không có nhiều nhưng live ride cũng có về sản phẩm cho các bác. Hàng đẹp hết nha các bác. Chúc các bác nhìn cái trạm loa, các bác thấy độ mới của sản phẩm thì các bác biết được cái chất của sản phẩm như thế nào. Bên em phục vụ các bác là hàng chất nước ngoài về, nước một. Các bác là người sử dụng những cặp loa này đầu tiên tại Việt Nam. Đây, phía sau keng luôn, không một vết cắn gì hết. Nói chung là nhìn, các bác nhìn cái trạm loa này, nó mới, nó sử dụng trạm mỏ chim nha các bác. Đút vào và khóa lại theo lock. Cái lock là khóa này, open là mở này. Nghĩa chúng ta mở ra vậy, đút vào khóa lại vậy là thành nó giữ chặt luôn. Đấy, đây phía sau của nó nha. Hai bốn triệu năm là em Chiến đã bao gồm phí ship cho tất cả các bác rồi. Nếu các bác chuyển khoản đủ thì em sẽ bớt 200.000 trực tiếp vào sản phẩm, đỡ tốn tiền phí thu hộ các bác. Chứ thu hộ tốn tiền 10 triệu nó lấy 100.000 rồi các bác. Nếu các bác chuyển khoản đủ thì em bớt thẳng vào tiền luôn. Còn cọc tiền thì cọc khoảng 2 triệu vẫn giá 24.500. Cọc tiền thì cọc khoảng 2 triệu nha các bác, 2 triệu là em ship hàng nha. Cặp này là series là 2782 2784 nha bác, 2782 2784 nha. 2782 2784 rất là sát nhau. Nó đúng cặp nha các bác. Tại vì những dòng loa thời mà thủ công của JBL họ sản xuất từng chiếc chứ không phải là sản xuất từng kẹp như loa đời mới bây giờ, nên những dòng loa của hàng Mỹ nòi như thế này với chất âm nó rơi vào huyền thoại rồi vẫn được săn lùng rất là nhiều. Vậy chứ các bác đi mua những dòng loa đời mới đắt gấp 2 gấp 3 là nghe không bằng nó đó các bác. Nên là rất các bác chơi audio lâu nay vẫn săn lùng như em này mà nghe, tại vì chất âm của những dòng đời của Mỹ nòi trước họ nó ra rất là nhẹ nhàng, nó không có ngốn công suất như những cái dòng loa đời mới bây giờ. Và đời mới bây giờ JBL vẫn sản xuất những sản phẩm theo cái thiết kế như thế này.
Rồi thì em Chiến xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bác nha. Bác nào có nhu cầu sở hữu cặp L100 này thì liên hệ cho em qua hai số điện thoại này nha: 0978338142 hay là 0965770227. Em giao hàng và ship hàng tận nơi.